Xin được chào đón tất cả mọi người. Thì thực ra là hiện nay thì em mới bắt đầu kinh doanh cái chân tầng này cũng được 6 tháng rồi anh em ạ. Tuy nhiên là hiện nay thì cũng đang còn rất là nhiều người ấy, cũng chưa biết đến cái chân tầng này. Đấy. Thế cho nên là thực ra thì vừa rồi thì trước đây thì em bán 7.000 mọi người ạ. Thế nhưng mà cũng do cái dịch bệnh rồi là Covid, cho nên là cái phí vận chuyển nó đắt lắm anh em ạ. Cho nên em bán lên 7.300. Thế nhưng mà hiện nay thì em trong cái chương trình của tháng 11 này anh em nhé. Thực ra hôm nay em cũng đắn đo suy nghĩ thôi, tháng này là tháng của ngày nhà giáo Việt Nam các bác ạ. Thế thì em sẽ thực hiện một cái chương trình tri ân để làm sao cho mọi người sẽ nhận được cái chân tầng tốt nhất, giá ưu đãi nhất nhé mọi người nhé. Thì trong tháng 11 này em sẽ quay về em bán mức 7.000, coi như em bán không lợi nhuận để làm gì? Để nhiều người biết được cái chân tầng của em đang bán đấy mọi người. Bởi vì hiện nay thì mọi người cũng đang vẫn đắn đo so sánh về giá nhé mọi người nhé. Thế cho nên là chính thức hôm nay em quyết định là trong tháng 11 này, từ nay đến hết tháng 11 này các bác nhanh tay nhé. Thì đây hôm qua em vừa mới về nhập về 3 thùng này, là 3.000 đấy nha anh em nhé. Đấy. Thế thì tại sao? Bởi vì thực ra là nói với mọi người rất là nhiều rồi, thế nhưng mà anh em thì bây giờ cũng đang đắn đo giữa cái việc 7.000 với 7.300. Cho nên là, và có nhiều người thì rất là muốn dùng rồi đấy, thế nhưng mà thấy cái giá nó chỉ đắt hơn mấy trăm đồng thôi, nhưng mà mọi người thì lại thấy là nó đang loay hoay các bác ạ. Thế thì ngày hôm nay thì em sẽ quyết định trong tháng 11 này để làm sao cho nhiều người được biết đến cái sản phẩm chân tầng của em đang bán đấy mọi người nhá. Đấy, thế thì nói về cái chân tầng này thì em nói rất nhiều rồi, nhưng mà bây giờ em sẽ khui hàng cho mọi người xem đây. Để hiện tại là hôm nay nó đang có hai loại chân tầng nhé mọi người nhá. Đấy, thì cái chỗ này đây nó là một thùng bên anh em này. Thì tất cả những cái món này là nó sẽ nằm ở trong cái thùng như này, được đóng vào thùng như này nhá. Và cứ mỗi một buộc như này là 30 tấm nha mọi người này anh em ạ. Đấy, đây nhá. Thì tối hôm qua, buổi tối ngày hôm qua em live stream thì em cũng nói cho mọi người là em so sánh rồi. Thế thì hiện tại thì đây em cũng đang nhập một số cái loại này, là cái loại chân tầng của Việt Nam mình sản xuất đây. Thực ra là cái chân tầng của Việt Nam mình nó bắt nó xây cũng rất là tốt nha mọi người nhé. Chứ không phải là không, nhưng nó cái hạn chế của cái chân tầng này, cái thứ nhất là nó mỏng. Cái thứ hai là cái thời gian mà ví dụ như anh em nuôi ít thì anh em để lâu nó rất là khó. Mà mua số lượng ít thì gần như là không ai hưởng. Thế cho nên là đây này anh em này, để em làm nó chi tiết để em so sánh cho mọi người cái độ dày của cái chân tầng đấy nhá. Thì đây là hai cái bó chân tầng này. Đấy mọi người nhìn thấy không? Một cái là 30 tấm nhé, 30 và một cái là 50 tấm. Đấy. Thế thì mọi người thấy cái bề dày của nó hoàn toàn nó khác nhau hoàn toàn đấy anh em này. Đấy. Tức là nó gần gấp đôi, thế nhưng mà nó nguyên cái này nó đã dày gấp rưỡi lần rồi. Anh em thấy không? Cái khoảng cách từ đây đến đây cho nên là nó dày hơn rất là nhiều. Anh em nhìn đây này. Đấy, thế cho nên đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai về trọng lượng nữa. Thế thì để cụ thể hơn thì bây giờ em sẽ, hôm qua em mở một chiếc, nhưng mà đây, bây giờ em lại mở tiếp cho mọi người xem đây này. Để làm sao mọi người thực ra đã mua chân tầng của em thì thực ra là sẽ phải sử dụng lâu dài anh em ạ. Muốn là muốn cho anh em được sử dụng những cái sản phẩm nó chất lượng và mình sử dụng được lâu dài, chứ không phải là sử dụng trong thời gian ngắn. Vì vậy mà em quyết định là hôm nay em sẽ trong tháng 11 em sẽ giảm giá thành để em bán để đến nó đến tay được nhiều người luôn nhé mọi người nhé, để mọi người biết đến cái sản phẩm này, chứ không nhiều người bây giờ cũng đang đắn đo suy nghĩ là cái giá của nó. Thực ra là nó em nhập cái này nó cao hơn rất là nhiều mọi người ạ. À. Cho nên là buộc lòng là mình phải bán ra đây. Thế nhưng mà nó bán như vậy thì em thấy là nhiều người chưa biết đến nó, thì thôi bây giờ coi như tháng này là mình sẽ chấp nhận là mình bán, gọi là bán ra gốc nha anh em nhé. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Đây này. Đấy, mỗi một cái là nó kẹp bên trong một cái giấy như này này. Anh em nhìn thấy cái độ sắc nét của nó nhá. Thì đây là nói về cái chân tầng mình nhập khẩu này. Mà nói luôn là nhập khẩu Trung Quốc ấy mọi người. Chứ em chẳng có ý tứ gì đâu. Chẳng có cái gì phải sợ cả mọi người. Còn tất nhiên là bao nhiêu người dùng đánh giá rồi. Cho nên là mọi người thấy được cái thứ nhất là nói về cái chân tầng này. Thế thì cái chân tầng đây hiện tại cái loại thứ hai là của Việt Nam bán đây các bác nhá. Đây, em mở luôn để cho mọi người thấy. Không có thì mọi người không thấy được đâu. Cho nên là cũng mong muốn là nó có nhiều người biết đến cái sản phẩm này để mình dùng nó sẽ ok. Đặc biệt là những anh em nào mà nuôi ít thì thường là anh em mua số lượng nó không nhiều. Nó không nhiều cho nên là anh em thường là anh em đây, nó ví dụ cái chân tầng của Việt Nam mình sản xuất đây nhá. Cái chân tầng này thực ra nó cũng rất là tốt.
Đấy, thế nhưng mà cái hạn chế của nó nhất là mình để cái mùa này là nó không 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 được lâu dài. Đấy. Nó cứng. Đây này, một tấm của nó đây. Đây mọi người nhìn một tấm của nó đây này. Đấy, nó nói về cái độ mỏng nha anh em nhá. Đấy. Thì em cầm cái này lên để cho mọi người so sánh. Thì gần như là cái độ dày mỏng của nó gần như là nó gấp gấp nhau gần đến 2 lần đấy mọi người ạ. Nên là vì như vậy mà mong muốn được mọi người được sử dụng cái chất lượng nó tuyệt vời như này thì không có cớ gì mà mình lại không dùng, đúng không ạ? Đấy, mọi người thấy chưa, nó bóng nó đẹp như thế này anh em ạ, mà để nó không bị súng màu đâu. Cái chân tầng của Việt Nam mình thì có cái hạn chế là cái này nếu mà để lâu là nó sẽ súng màu rồi mọi người này. Đấy, mọi người thấy không, em lật hai mặt cái nhìn nó khác nhau hoàn toàn, đúng không ạ? Đấy, thấy chưa? Cho nên là đây là cái mà muốn để cho anh em thấy được là cái sự khác biệt của nó đây này. Đấy, thấy chưa mọi người, thấy không, cái lỗ của nó như này cơ mà. Đấy, cái chân tầng này nó cũng nét, thế nhưng mà nói chung là nó không thể nào nó có thể so sánh nổi với cái chân tầng của nhập khẩu Trung Quốc này mọi người ạ. Thì đấy là cái nói về cái lý do để mình mà mình muốn là đưa đến người mọi người sử dụng nhanh em nhé. Đấy, đây này, nhìn những cái lỗ ô lăng của nó, mọi người nhìn thấy không, nó sắc nét như thế này cơ mà. Đấy, cho nên là hôm nay em chính thức là em giảm giá xuống để em bán cho mọi người được trải nghiệm cái sản phẩm này, để mọi người biết được cái sản phẩm này nó rất là ok nha mọi người nhé. Thì đây vừa về đây anh em thấy em bán rất là nhanh luôn, em bán nhiều lắm mọi người ạ. Đấy, bữa nọ nay là nhập tổng cộng là 3 là đi 9 thùng rồi anh em ạ, em bán gần là đi 9 9 là đi 11 thùng rồi, 11 thùng mà em bán đấy. Thì hôm qua vừa mới tối hôm qua vừa mới lấy về 3 thùng đấy anh em này. Đấy. Thế còn chân tầng của Việt Nam mình đây, đây anh em nhìn thấy không? Đấy, đang trong cái thùng xốp kìa. Cho nên là cũng mong muốn là để cho anh em thấy được cái giá trị cốt lõi của sản phẩm mọi người nhá. Để mọi người hiểu cho nó. Tất nhiên là nói thì nó không bằng cái việc mà anh em lấy về anh em dùng trải nghiệm mọi người ạ. Thì đấy là cái câu mà hôm nay muốn làm cái video này chia sẻ đến cho cộng đồng, cho anh em những người sử dụng cái chân tầng mới này nha mọi người nhá. Thì một lần nữa được cảm ơn tất cả những anh em đã ủng hộ cho em, và cái thứ hai là cũng mong muốn được cái sản phẩm này nó sẽ đến tay được với nhiều người để biết được cái chất lượng của nó như nào mọi người ạ. Thì một lần nữa được nói lời cảm ơn và chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ạ.